Sau 3 ngày diễn ra Hội khỏe Phù Đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 9 năm 2023, đã có 12 trên 13 môn thi đấu đã diễn ra. Nhiều nội dung thi đấu đã hoàn thành. Giành 9 huy chương vàng trong ngày thi đấu thứ 3, Đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai vẫn giữ vững ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương ở khối Phòng Giáo dục và Đào tạo với 19 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 8 huy chương đồng, tổng điểm là 314 điểm. Khối Trường Trung học Phổ thông với việc giành được 8 huy chương vàng trong ngày thi đấu thứ 3, Đoàn Trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai đã bứt phá lên vị trí đầu với tổng số 112 điểm. Ngày hôm nay 27 tháng 11, các đoàn vận động viên tiếp tục bước vào các nội dung thi đấu, trong đó môn bơi sẽ hoàn thành các nội dung thi đấu.